Và em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà Và bên này đây là những cái cây phi điệp của nhà em Thảo Ở Riêng mùa này thì các bác biết rồi đúng không ạ Cây hiện tại đang chuẩn bị xuống lá cho hoa Tết rồi Đó Và ngày hôm nay thì em Thảo sẽ làm theo combo Để cho các anh chị có thể dễ dàng đặt hơn Ngoài ra thì chúng ta có thể mua lẻ nha các bác nhé Đó em đây đặt đá à, combo Gồm có là combo B nhé các bác nhé Gồm có cây người đẹp Tây Đô năm cái trắng bình an và cây năm cái trắng trường sa cây năm cái trắng trường sa là hàng gieo hạt còn hai cây này là hàng ươm ki nha các bác nhá đó hàng chuẩn hoa còn cây là hàng gieo hạt nhưng mà cái cây này thì đã sổ tại vườn nhà em thảo 8 bông đều ra hoa rất là đẹp đó đầu tiên đây là cây năm cái trắng bình an này cây của nó cao khoảng tầm 20 cm này tầm 20 cm và hiện tại cây đã thắt ngọn chuẩn bị dụng lá rồi các bác ơi mùa này là chuẩn bị dụng lá này đường chỉ sọc rất là đẹp với mặt hoa đây cho các bác xem mặt hoa rất là xinh ạ đó tiếp theo bên này là cây năm cánh trắng bình an đó cây người đẹp tây đô cũng là cây năm cánh trắng ạ đó với đôi mắt với cái mũi rất là đẹp đây là cây uh, rất là xinh này đây là cây năm cánh trắng bình an mặt hoa đấy ạ đó rất là đẹp đúng không ạ đây đường chị sọc thân xanh sạch luôn đó tiếp theo cuối cùng đây là cây uh, năm cái trắng trường sa đó cái trường sa thì sẽ gồm có hai đến ba thân đẹp như này đó những cây này đường chị sọc cũng vô cùng đẹp luôn đây này đó rất là xinh đó combo này em thảo bán là 345 000 em thảo sẽ bao ship cho các bác và cả nhà mình được xem hàng trước khi nhận ạ à. đó tiếp theo sang bên này là combo em đặt là combo a combo a này thì sẽ gồm hai ba loại năm cánh trắng thì cây năm cánh trắng đài loan và cây năm cánh trắng bạch tuyết và năm cánh trắng trường sa hai cây sau này là hai cây gieo hạt đó thì cây năm cánh trắng À, Đài Loan thì em sẽ chia sẻ cho các bác là cây này là xuất xứ tại Đài Loan và nhà vườn em Thảo đã thuần được một năm rồi các bác nhé. Đó riêng về đường chỉ sọc thì các bác biết rồi ạ. Đó cây này thì cực kỳ giống với cây năm cây trắng phú thọ luôn đấy ạ. Đó ngày trước thì em Thảo bán cho các anh chị những cái cây nó bé bé như này là khoảng tầm 300 000 cho đến 400 000 Nhưng ngày hôm nay thì em Thảo bán cho các anh chị theo combo cũng rất là mềm giá thôi. Đó những cây ví dụ cây bạch tuyết là em Thảo bán 220, còn cây trường xe em bán 250. Thì ngày hôm nay em Thảo bán theo combo đó cuối năm rồi em thảo bán rẻ cho các bác lấy về chúng ta làm giống và ngắm hoa combo a này em thảo cũng bán là 345 trăm em thảo sẽ à, bao ship cho các bác khi các bác mua combo này đó riêng cái mặt hoa năm cánh trắng đài loan thì có hơn 70 mặt hoa năm cánh trắng cây thân lá đều rất là đẹp và hiện tại cây bắt đầu đang dụng lá để cho hoa này đó này các bác mua về mà nó rụng lá Có hiện tượng vàng lá rụng lá thì không có sao nha các bác nhé Riêng cái cây Đài Loan thì Có cái cây có rất là nhiều cây Có khả năng lên sọc rất là cao luôn đấy ạ Đó là những cái cây có cái đường gân của nó Là màu vàng ấy rất là đẹp luôn Màu đúng là cái gân vàng vàng ấy rất là xinh Đó em đặt là đây là combo A nhé các bác nhé đây là combo a ngoài ra thì các anh chị có thể là mua lẻ em thảo cũng bán nha các bác nhé nếu mà mua lẻ thì em thảo sẽ chia tiền ra và em gửi cho các anh chị và tiếp theo bên này là kiếm của nhà em đó kiếm thì nhà em thảo cũng có rất là nhiều loại đó tuy nhiên là nhà em thảo đang nhân giống em thảo sẽ quay và chia sẻ cho các bác những cái loại nào mà nhà em có tiếp thể em thảo sẽ quay cây sáu mắt trước nha các bác nhé đây là những cây sáu mắt của nhà em thảo em gửi cho các anh chị nhưng mà trong vùng dịch các bác không lấy được khi mà hoàn về nó sẽ bị gãy lá như này này đó nhưng mà cây của nó thì hiện tại đã thắt ngọn đang tích trữ chất dinh dưỡng quay vào bên trong để à, mùa tới này sẽ cho hoa và làm mầm gốc. Đây là cây sáu à, mắt nhé các bác nhé. Đây, đây là cây sáu mắt thăng long này. Đó, có sáu mắt thăng long, sáu mắt thái bình. Đó, thì em Thảo sẽ à, tính riêng là nói chung là cây sáu mắt. Em Thảo bán thanh lý cho các anh chị với giá rất là rẻ, 100 trăm nghìn một chậu. Đây, em Thảo có một chậu, hai chậu, ba chậu. Em có 8 cây, 9 cây. Đó, có 9 cây rất là đẹp của cây sáu à, à, mắt. Mặt hoa đều rất là đẹp, em sẽ sâu lên cho các bác xem về mặt hoa nhé Mặt hoa nói chung là mặt hoa cây sáu mắt này rất là xinh Cái cánh của nó là cái cánh rất là nhọn và có cái đôi mắt rất là xinh Cây này nhà vườn em có từng bán khoảng tầm tháng 3 cho đến tháng 6 âm lịch, à, dương lịch ý. Thì nhà vườn em có bán những cái cây đang nở hoa Thì bác nào mà chúng ta quan tâm, đặc biệt là sau Tết năm nay là 2022 đấy ạ, Thì nhà vườn em có rất là nhiều những cây đang có nụ Đó, Bởi vì bây giờ hiện tại là nhà vườn em đang gửi đang gửi nhà vườn người ta làm nụ làm hoa để khi mà sang xuân thì em thảo sẽ bán cho các anh chị những cây sai hoa chi chít luôn đó nhưng mà tuy nhiên là nếu mà em làm được nụ nó đẹp ấy thì là giá nó sẽ cao hơn bác nào mà muốn lấy về làm giống thì chứ...